Ngư Lam Quán Âm. Một lần nọ, Quán Âm Bồ Tát phân du đến Đông Hải, thấy rất nhiều ngư dân ngày ngày câu cá, giết cá, không nghe lời dạy của Đức Phật. Ngày bèn quá thân thành một ngư phụ đến thị trấn. Bán cá đây, bán cá đây, cá còn tươi đây. Bồ Tát mang theo giỏ trúc, bên trong đựng một con cá chép rất đẹp. Ngư dân chưa từng thấy qua con cá chép nào đẹp đến như vậy. Xin hỏi cô nương, con cá này bán như thế nào vậy? Ông muốn mua con cá này để làm gì? Mua cá đơn nhiên là đem về để giết ăn rồi. Con cá này tôi bán không phải để sát sanh, tôi chỉ bán để phóng sanh thôi. Cái này, cá đều là giết để ăn mà, có ai lại bỏ tiền ra mua cá phóng sanh chứ? Chúng tôi không mua đâu. Buổi trưa hôm ấy, có một chàng trai tên Mã Lan phát hiện con cá mà Bồ Tát bán ra khỏi nước đã nửa ngày trời rồi mà vẫn còn quẩy ngoe ngoẩy. Con cá này của cô làm sao ra khỏi nước mà vẫn sống như thế này? Bồ Tát mỉm cười không nói. Đám ngư dân nghe Mã Lan nói vậy, biết cá chép nhất định là bảo bối, bèn tranh nhau muốn mua. Tôi mua con cá này bao nhiêu tiền vậy? Tôi cũng muốn mua nữa. Đúng rồi, bán còn tôi nữa. Tôi hỏi trước, phải bán cho tôi mới đúng chứ. Nhiều người như vậy, tôi phải bán cho ai đây? Tôi chỉ các người đọc kinh. Trong một ngày, ai là người đọc thuộc trước nhất, tôi sẽ bán cho người đó. Được, có thể mà. Bồ Tát dạy họ niệm tâm kinh. Một ngày sau, có hơn nửa số người đã học thuộc rồi. Tâm kinh mọi người đều đã thuộc rồi, nhưng mà tôi chỉ có một con cá. Tôi lại chỉ các người đọc phẩm phổ môn. Một ngày sau, ai đọc thuộc, tôi sẽ bán cho người đó. Lần này, có hơn mười mấy người đồng ý cho Bồ Tát chỉ cho họ đọc phẩm phổ môn. Ngày hôm sau, số người có thể thuộc toàn bộ phẩm phổ môn chỉ có 4 người. Ở đây tôi vẫn còn có một bộ Bảo Tạng Thượng Thừa, Kim Cang Kinh. Ai có thể nội trong 3 ngày học thuộc được, tôi nhất định sẽ bán cá cho người đó. Như thị quá độ, vô lượng vô số, vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc quá độ, chứ... Ấy, ta không thể ngủ, nhất định phải đọc thuộc cho xong. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Kết quả chỉ có một mình Mã Lan học thuộc bộ Kinh Kim Cang. Toàn bộ người trong thị trấn đều hân hoan vui mừng, chuẩn bị nhận lấy cá quý. Nhưng chẳng ai ngờ ngư phụ lại không xuất hiện. Mã Lan rất buồn bã. Sau này Mã Lan thường hay tụng niệm bộ 3 kinh mà Bồ Tát đã chỉ dạy, trong tâm cũng hiểu ra rất nhiều đạo lý. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng. Có một ngày Mã Lan đang ngồi trước cửa sổ tụng kinh thì nghe có tiếng người gọi mình, vội vàng tìm kiếm. Chỉ thấy trên mặt đất có một con cá chép đang hấp hối. Ai lại thả con cá này ở đây vậy? Con cá này thật là tội nghiệp. Mã Lan vội vàng ôm cá chép chạy đến bờ sông gần đó, đem con cá mà phóng sanh và tụng kinh cho nó. Đi, đi đi, Phật tổ từ bi. Bỗng nhiên, Mã Lan nhìn thấy trong nước có kim quang lấp lánh. Quan Âm Bồ Tát tay mang giỏ cá lơ lửng trên hoa sen, dung nhan mỉm cười. Mã Lan, người có nhân duyên sâu với Phật Pháp, chỉ là do sát nghiệp làm ngăn che trở ngại. Ta trao cho người 3 bộ kinh, người đã ngộ đạo. Ngày sau nhất định sẽ hoằng dương Phật Pháp, hướng dẫn cho ngư dân không tiếp tục sát sanh tạo nghiệp nữa. Ông trời có đức hiếu sinh, nhất thiết không được tạo nhân duyên của địa ngục. Mã Lan nghe xong liền quỳ lạy tạ ơn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi chỉ dạy, con nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy của Ngài. Sau đó Mã Lan đem gian nhà cỏ 3 gian của mình xây lại thành miếu Quán Âm, lại cho đắp một pho tượng Quán Âm Bồ Tát theo hình dạng một ngư phụ để kiền thành thờ cúng. Dân chúng trong thị trấn đều biết được ngư phụ thì ra chính là quá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nườm nượp kéo đến miếu Quán Âm để lễ lạy Ngài. Câu chuyện Bồ Tát hóa thân giáo hóa do đây mà lưu truyền rộng khắp. Ngư dân đều hối lỗi sửa đổi, lấy nghề trồng trọt để sinh sống, không còn bắt giết cá nữa, mỗi ngày đều siêng năng học Phật, nghe kinh pháp, phóng sanh tích đức. Lần này, hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là Ngư Lam Quán Âm.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.